Họp báo Nhật Bản đấu Việt Nam, huấn luyện viên Moriyasu khen thầy Park, dàn sau khủng có ra sân. Họp báo trước trận Việt Nam, Nhật Bản, huấn luyện viên Hajim Moriyasu khen ngợi đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo, đồng thời hé lộ kế hoạch sử dụng dàn sau đang thi đấu ở châu Âu. Huấn luyện viên Nhật Bản hé lộ kế hoạch sử dụng dàn sao đang thi đấu ở châu Âu vì sự cố tiếp nhiên liệu ở sân bay tại Nga. Chuyến bay chở nhóm 11 tuyển thủ Nhật Bản đang thi đấu tại châu Âu chỉ hạ cánh xuống sân bay nội bài vào tối ngày 9 tháng 11, trễ hơn 12 tiếng so với dự kiến. Điều này đồng nghĩa Samurai xanh chỉ còn một ngày để lắp ráp đội hình. Tập làm quen sân Mỹ Đình trước khi đối đầu Việt Nam, dù vậy, huấn luyện viên Moriyasu khẳng định sự cố này không ảnh hưởng tới kế hoạch sử dụng dàn sao từ châu Âu trong trận gặp Việt Nam, chuyến bay dài không ảnh hưởng đến việc lựa chọn đội hình của tôi các cầu thủ vẫn đảm bảo thể lực thi đấu. Còn về sự cố chuyến bay bị trì hoãn, chúng tôi không can thiệp được, đa số cầu thủ thi đấu vào Chủ nhật và có những ngày nghỉ ngơi. Tất cả sẽ phụ thuộc vào buổi tập tối nay, tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng thể trạng của từng người trước khi đưa ra quyết định nhân sự cuối cùng. Nhật Bản đã chuẩn bị kỹ càng cho trận gặp Việt Nam. Trong cuộc họp báo trước trận, một phóng viên Nhật Bản bày tỏ sự lo ngại dành cho đội tuyển nước nhà khi không đạt phong độ cao ở vòng loại thứ ba World Cup. Tuy nhiên, huấn luyện viên Moriyasu khẳng định các học trò của ông đã chuẩn bị kỹ càng về tâm lý lẫn chiến thuật, Nhật Bản không giành kết quả tốt ở những trận đấu trước nhưng các cầu thủ đang dần chơi tốt lên. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm hiện tại là rút kinh nghiệm, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý lẫn chiến thuật cho trận gặp Việt Nam. Chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp mặt để bàn bạc, bà nhận định về trận đấu này. Huấn luyện viên Moriyasu ca ngợi đội tuyển Việt Nam và thầy Park quyết giành 3 điểm. Huấn luyện viên Hajim Moriyasu đã dành nhiều lời khen ngợi cho người đồng nghiệp Park Hang-seo cũng như sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, chiến lược gia 53 tuổi khẳng định đội tuyển Nhật Bản vẫn đặt mục tiêu giành 3 điểm ngay trên sân Mỹ Đình, Việt Nam đang ngày càng phát triển, trở thành đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á. Huấn luyện viên trưởng của họ cũng gắn bó với đội tuyển một thời gian dài và giúp các cầu thủ tiến bộ rõ rệt. Phải thi đấu trên sân khách là khó khăn không nhỏ với Nhật Bản nhưng chúng tôi vẫn đặt mục tiêu giành 3 điểm vào ngày mai. Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trước trận đấu, đánh giá về cuộc chạm trán Việt Nam. Huấn luyện viên Hajim Moriyasu thừa nhận đội tuyển Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị. Đây là trận đấu khó khăn với đội tuyển Nhật Bản. Các cầu thủ đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới và chỉ có thời gian ngắn tập luyện cùng nhau. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn sẽ tập trung tối đa chuẩn bị cho trận ngày mai.